con nông dân và các bạn xem đài thân mến, tiến trình hội nhập, mở cửa thị trường nông sản như hiện nay vừa là cơ hội cũng vừa đang xen thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng. Ngành nông nghiệp Tây Ninh luôn có định hướng sát cánh cùng nông dân trên lĩnh vực này, đã quy hoạch những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phấn đấu trở thành hình mẫu đi lên làm giàu bằng nông nghiệp. Liên quan về vấn đề trên, chúng tôi mời bà con và quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự Nông nghiệp Tây Ninh từng bước ứng dụng công nghệ cao. Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 240 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia, là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng giữa Campuchia, Thái Lan và vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tỉnh có quỹ đất phát triển nông nghiệp chiếm 96% diện tích toàn tỉnh, địa hình khá bằng phẳng, thuận tiện sử dụng cơ giới trong sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn. Những năm gần đây, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ở Tây Ninh đang phát triển. Một bộ phận người nông dân đã ý thức được cần phải áp dụng kỹ thuật mới trong nông nghiệp để sản phẩm họ làm ra phù hợp với nhu cầu của thị trường, mới đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định. Nhiều mô hình sản xuất mới được mở rộng và quy mô bền vững, cụ thể như mô hình sản xuất mãng cầu Việt Gáp, trồng bưởi da xanh, chuối già xuất khẩu, rau an toàn, rau nhà kính. Trong đó, mô hình trồng mãng cầu công nghệ cao, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có diện tích hơn 100 hectare ở khu vực quanh chân núi Bà Đen của công ty cổ phần Natani tại xã Thành Tân, thành phố Tây Ninh. Hợp tác xã mãng cầu Thành Tân cùng nhiều hộ dân khác tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu đang mang lại hiệu quả cao. Thu nhập của người nông dân tăng lên bình quân 200 triệu đồng một hectare một năm, hơn nhiều so với hình thức sản xuất truyền thống như trước đây. Ngày nay, sản phẩm mãng cầu Bà Đen Tây Ninh đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có gần 200 hectare mãng cầu ta đang thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong tương lai gần, diện tích trồng theo hướng này sẽ tăng vọt vì nhiều lợi ích từ nó. Vườn trại phải sạch sẽ, có kho chứa thuốc, rồi kết phun thuốc, rồi có bảo hộ, rồi sử dụng thuốc phải trong cái danh mục nhà nước cho phép. Nói chung là không khó nhưng mà chúng ta phải kỹ. Thì cái lợi ích đó là tới đây thì nói chung là sản phẩm phải có cái tiêu chuẩn. Thì trong đó tiêu chuẩn Việt Gáp là một trong những cái tiêu chuẩn mà đánh giá là đạt chất lượng, là nó dễ dàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm sau này của bà con nông dân. Trong cái xu thế là về cái an toàn vệ sinh thực phẩm là mình phải sản xuất phải có cái tiêu chuẩn. Mà khi mà sau này mà nếu mà bà con nông dân hay nhà người mình làm sản xuất nông nghiệp mà không có tiêu chuẩn thì rất khó tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019 là năm đánh dấu lĩnh vực canh tác cây ăn quả ở Tây Ninh đã thực hành nông nghiệp tốt và truy xuất nguồn gốc trên cây trồng. Thông qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công ty Kiat đầu tiên đã hỗ trợ cho hai cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đó là hợp tác xã xoài Tứ Quý Thạnh Bắc, diện tích sản xuất hơn 20 hectare, sản lượng bình quân 400 tấn xoài một năm, và công ty trách nhiệm hữu hạn Sáu Như Một, sản xuất bưởi chuẩn Việt Gáp, diện tích 50 hectare, sản lượng bình quân 750 tấn một năm. Tại huyện Tân Biên, các cơ sở này đang sử dụng hiệu quả quy trình này. Cần xương gốc là họ phải biết được cái sản phẩm mình đã làm cái gì trên sản phẩm. Đó, người ta mới dám sử dụng, chứ đem ra khơi khơi, người ta cứ tưởng là hàng ở đâu về, không có chất lượng. Đó. Là tương lai thì chắc chắn sẽ sử dụng. Cái chi xương gốc mình dễ quản lý trái cây mình hơn nữa, thấy không? Dễ sử dụng phần mềm để nhập chi xương gốc, rất là dễ. Kho vật tư gì đó, rất là dễ. Còn nhiều loại cây ăn quả khác có bước chuyển đổi hướng canh tác theo phương cách thực hành nông nghiệp tốt như sầu riêng, thanh nhãn, cam xoài, cây chuối, cây dứa, vân vân. Trong khi diện tích ngày càng tăng, người canh tác ở Tây Ninh càng có ý thức ứng dụng công nghệ cao để sản phẩm của mình được đi xa hơn, được thị trường khó tính chấp nhận. Trong giai đoạn này, ngành nông nghiệp Tây Ninh luôn sát cánh cùng nông dân trong buổi đầu áp dụng công nghệ 4.0 trên lĩnh vực nông nghiệp. Thì hiện nay đó thì cũng là trong cái chuỗi đó thì chúng tôi ở ngành cũng đã triển khai là một số các cây trồng mới, thí dụ như là cây bưởi da xanh, cây xoài, rồi thí dụ như là cây dứa, thì hiệu quả kinh tế là hiện nay đạt rất cao. Nhưng mà cũng nên biết là bây giờ để mà trong quá trình hội nhập
thì hiện nay là quá trình mà để đưa cái sản phẩm phải đem đến cái người tiêu thụ là phải là sản phẩm phải an toàn. Thì ít nhất thì coi như là hiện nay là chúng tôi cũng có nhiều cái chính sách để hỗ trợ bà con về là tư vấn cho bà con sản xuất theo quy trình việt gáp, sau đó là kiểm tra đánh giá rồi chứng nhận cái việt gáp, cũng như nếu bà con có điều kiện xuất khẩu thì chúng tôi cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con về cái chứng nhận lô ba gáp để tạo điều kiện xuất khẩu. Đồng thời hiện nay thì đối với các cái tùy theo cái điều kiện của các nước mà họ nhập khẩu thì trong đó chúng tôi phải là quy hoạch vùng trồng, rồi là mời là các cái chuyên gia là đánh giá vùng trồng để từ đó là tạo cái điều kiện để xuất khẩu cho Trung Quốc hiện nay. Và để được cái tiêu thụ trong nước cũng vậy, vì cái yêu cầu là để đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng thì sản phẩm sản xuất ra là phải đạt về chất lượng, về số lượng, thì như vậy mới đủ cái điều kiện để mà gia nhập vào các cái siêu thị lớn, thí dụ như là Co.op, thí dụ Lotte. Thì như vậy đó thì bà con mà muốn làm cái đó thì bây giờ là trước mắt là chúng tôi cũng tạo cái điều kiện, ngay cả cái vấn đề mà truy xuất nguồn gốc thì tỉnh chúng ta hiện nay cũng đang có ký một cái hợp đồng, một cái thỏa thuận với là cái công ty là của Đức, thì đang làm cái truy xuất nguồn gốc với cái phần mềm là Keyfood, thì đã Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho chúng tôi là hỗ trợ cho bà con coi như là một năm như vậy là 5.000 euro để mà hỗ trợ cho bà con trong thời hạn 3 năm, mỗi một năm là 5.000 euro. Thì chúng tôi cũng đang triển khai để mà tri để làm cái phần mềm đó đối với bà con nông dân. Ít nhất hiện nay đến thời điểm này cũng được xem khoảng là 70-80 nông dân là sản xuất cây ăn quả là đã tham gia. Và như vậy đó, khi mà cái phần mềm Keyfood này mà được mở thì coi như là nó sẽ có cái mã QR. Thì như vậy người tiêu dùng chỉ cần quét điện thoại thông minh trên cái mã QR đó thì người ta sẽ xác định được là cái quả này nó được trồng ở vùng đất ở đâu, đồng thời là bón phân ngày nào, cho trái ngày nào và sử dụng phân bón thuốc từ sâu ra sao, để từ đó thí dụ như có những vấn đề gì người ta sẽ truy xuất được tới cái điểm. Chúng tôi cũng nắm bắt được cái đó để chi, để cảnh báo, để rồi hướng dẫn nông dân có những cái mà người ta chưa am hiểu, chưa nắm hết, dù rằng là tôi có tư vấn về việc ghép các thứ nhưng mà người ta chưa nắm bắt, người ta chưa có hiểu được, thì chúng tôi đến đó để tạo điều kiện và điều chỉnh cho bà con nông dân phục vụ tốt hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng thời đại, Tây Ninh đã xác định trong chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc tập trung xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với du lịch là trọng tâm và phấn đấu đến năm 2020-2021. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại áp dụng khoa học kỹ thuật hơn 70% so với tổng đàn. Thu nhập trồng trọt trên 100 triệu đồng một hecta, cùng nhiều nông sản thực phẩm an toàn được công nhận việt gáp, lô banh gáp và xây dựng ít nhất từ 2 đến 3 thương hiệu nông sản đặc thù. Tây Ninh đã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, trong đó lựa chọn những loại cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với các cơ sở thu mua, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Nhờ đó tạo điều kiện cho người nông dân từng bước làm giàu từ các sản phẩm nông nghiệp ngay trên mảnh đất của mình. Bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, chương trình nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.